quản đã bao năm cùng ta xây nghề dịch nghiệp, nay vẫn nguyên lành cánh lụa nam chơi. Lụa mẹ dệt thành nam gót tự tay con, cánh mở què hoa theo điệu xèo múa lượn. Đã bao năm cùng ta vui buồn trong từng thiết diễn, quạt vẫn cùng người con sắt thủy chung. Nhớ những đêm xưa đèn đuốc sáng sân đình, quạt lại cùng người hòa theo câu hát. Nhịp nước, nhịp quân, khách quan khách nhật, ta lệch đường trường dìu dặt. Thank you.
về. Em làm nên cũng bởi chỉ bởi anh, biết lấy gì đa tạ hộ tình. Sắp khăn áo em cúi đầu làm lễ. Đó là công ơn của ngài trên đâu xa cờ. Chúng đây là cái rể tên tình bạn tình. Dạ, xin mời con anh vào nhà chung cùng vợ chồng em vô tạ. Hôm nay em xin hôn kiều để mừng con anh nay đã đại đăng. Chùm chăn nhét dẻo vào miệng ta. Của cải ở đâu khai hết ra? Của cải ở đâu khai hết ra? Thôi thôi, các chú đi cướp nhầm chỗ rồi. Bình sinh ta chỉ đi hát kiếm ăn, được đồng nào thì uống rượu hoặc đem cho. Ta chẳng có của nã gì hết. À đây, quan thay sư thưởng cho ta 2 lạng vàng. Ta cho học trò ta 1 lạng, còn 1 lạng ta biếu các chú. Các chú cầm lấy rồi tha cho ta đi hát cho mọi người nghe. Ta chết các chú có lợi gì đâu. Ông chết chúng tôi chẳng được gì, chẳng mất gì. Các chú mất nghe hát. Nhưng vàng thì chúng tôi lấy, mà giết ông thì vẫn cứ phải giết. Bây giờ ta nhờ 3 chú đào giúp cho ta cái huyệt, còn 1 chú chạy tắt cánh đồng về ôm cho ta vò rượu ra đây. Ta sẽ uống 1 bữa thật say, say đến mê đi, rồi các chú gói chặt ta vào cái chăn này chôn ngay xuống đất. Như thế các chú thì có phần có phúc, còn ta
còn ta thì được chết ngọt chết êm. Còn bài nào thật hay ta học được ở trong dân, ta sẽ hát nốt cho các chú nghe. Các chú thì được nghe hát, còn ta thì được các chú đào giúp cho ta cái huyệt, ta sẽ phù hộ cho vợ con các chú. Chúng tôi đã từng nghe ông hát, hát hay đấy, chẳng giấu gì ông. Giết ông chúng tôi rất ngại, kẻ phạm tội hay giặc giã thì giết không ghê tay, nhưng giết ông thì ai cũng ghê tay. Nên chúng tôi đã thủ sẵn mỗi người một bầu rượu nặng, uống vào cho đỡ ghê tay. Ông đã muốn chết vì rượu thì đây, chúng tôi xin biếu ông tất cả. Thế là các chú giúp ta khỏi đau, còn ta, còn ta thì giúp cho các chú khỏi ghê tay. Hay, hay, hay. Suốt đời ta chỉ có say mê, mê trăng, mê hoa, mê thơ, mê rượu. Có bốn bầu rượu ta chẳng thiếu, để một lần này ra khỏi bến mê. Ta có cái bát, ngoài men trơn, trong lòng vẽ hoa cúc, để mỗi khi uống rượu ta nhìn thấy mặt hoa. Nào, mời các chú, các chú, các chú hãy uống với ta mỗi người một hớp, gọi là rượu vĩnh biệt nhau. Nào, mời các chú. Chúng tôi đã biếu thì ông cứ việc uống mà. Nếu mà các chú không uống ấy thì ta lại phải hát mời các chú đây. Ông hát đi, hát đi. Một nhà rượu thịt đây có cả làng, nhìn đôi nằm co có vui gì, một người cứ đi nghe tì tì mà say á tí mặc xóm giềng cảm thiết có vui hà không ý thì em. Nào mời các chú uống đi chú, uống đi. Mời hai chú uống đi chú, uống đi. Nào, hai chú uống đi nào, uống đi. Nào, mời các chú, ta bắt đầu.
hằng na. Trăm năm trong cõi người ta thương nhau thì sướng, hay là hại nhau. Suốt một đời ngắm câu sợ người hiểu biết. Lê Văn Thịnh muốn ta phải chết. Kẻ gian ngoan vốn sẵn tính nghi ngờ, nhỡ nó sai các chú quật mã ta lên xem xác cho chắc chắn không thì sao? Lúc ấy các chú cũng chết, mà vợ con các chú thì tan tác. Hay là chúng tôi cùng liều trốn theo ông? Không được. Ông sư chạy được, chứ cái chùa không chạy được. Xưa nay người ta giữ kín mưu sâu kế là, chứ ai lại giữ kín tiếng hát của thằng Hề? Không làm Hề thì làm nghề khác, chết làm gì uổng lắm ông ơi. Người phân ra thiện ác cũng như nước, có dòng đục dòng trong. Quan có định có chung, Hề có chân có ngụy. Có những thứ hề nịnh kẻ ác như liêu thủ tâm dốc mía lên đầu sư Quách Bốc. Nhìn người đau đớn, để cho vua ngụa chiều làm vui, khiến cho cơ nghiệp nhà Lê hai đời đã phải suy sụp. Như thế là bố là anh hùng, mà con là đồ đốn mà.
sống để làm vui cho người đời. Thấy kẻ rong chơi ăn bám tham lam, ta cười mềm cười ruồi. Thấy kẻ nịnh nọt gian ác, ta cười khinh cười bỉ. Thấy kẻ nhố nhăng, ta cười ầm cười ý. Thấy chuyện bất công, ta cười đắng cười cay. Ta cười cho sáng lẽ dở hay, kẻ gian hoảng viếng người ngay hạ lòng. Nay các chú bảo ta không hát nữa, mảnh thân tàn còn ở làm chi. Thuyệt kia chú cứ đào đi. Tài của ông Hề chúng tôi tiếc lắm, biết bao giờ mới có được một ông Hề. Không lo không lo, Hề không đẻ được ra Hề con, nhưng đời nào cũng có Hề. Ta là kẻ đi góp nhặt tiếng khóc tiếng cười trong thiên hạ. Nếu còn kẻ nhung nhăng bậy bạ thì dân gian làm người phải lấy chữ nhân làm đầu. Vui ra đi ta hát lão dòng mê câu, ta hát lão dòng ba câu. Sông núi
cất tiếng kêu thương. Con người sắp chết, cất lên lời nói phải. Đối với những kẻ sai các chú đi làm ác, phải cẩn thận. Cũng có lúc nó sẽ làm ác với các chú đây. Cảm ơn bốn chú nhọc mình vì ta. Cho phép tâm bán kem vất vả. Bán kem là quyền rồi.
huệ bảo với nhau. Về với anh đi Tâm ơi. Anh muốn về với anh đi Tâm. Đi về với anh đi Tâm. Anh buông tay tôi ra đi. Buông ra nhưng Tâm không được chảy nhá. Hứa nhá. Hứa. 100% nhá. Ở lại tâm sự cùng anh nhá. Được rồi em sẽ buông. Anh buông. Ôi kìa ơi giải kìa Tâm ơi. Em dừng lại để cho Tùng được thổ lộ đôi lời đi Tâm. Thôi được rồi. Anh Tùng, anh nói gì thì nói đi. Ừ, anh sẽ nói. Quá nhờ ở nhà chuẩn bị kỹ thế mà sao ra đây gặp người đẹp mà không nhớ câu nào cả. Mồ hôi mồ kê cứ chảy hết vào sau lưng thế này. Anh nói đi, không tôi đi về đấy này. Ê, có Tâm ơi. Anh sẽ nói, cho dù có phải chết tươi đành đạch tại đây anh cũng sẽ nói Tâm mà. Anh sẽ nói đây này. Ô, để đâu rồi? À, đây rồi. Tâm ơi, kể từ ngày Tâm về đây bán kem, anh thấy Tâm sống cứ lủi thủi một mình. Trong lòng anh bỗng thấy thương tình. Tình thương ấy ngày càng phát triển, ngày càng dâng cao trái tim. Úi giời, tỏ tình mà cứ nhìn thẳng vào mắt mình đến ngượng bố ai mà nói được. À đúng rồi Tâm ơi, trái tim anh rất chi là rạt rào và nóng bỏng. Hôm nay đứng đây giữa trời quang mây tạnh, anh xin nói thẳng với Tâm và đề nghị tha thiết với Tâm rằng chúng mình hãy chuyển từ tình bạn sang một giai đoạn mới, giai đoạn hoàn toàn đổi mới, để chúng mình được sống gần với nhau và có trách nhiệm với nhau hơn đấy Tâm mà. Anh Tùng, dạ, anh nói thế có nghĩa là thế nào? Ôi dồi ôi, Tâm ơi, có nghĩa là thế này Tâm mà, có nghĩa là ước gì ta sống bên nhau như đôi bồ câu trăng cu. Nhìn Tâm cười duyên xinh thế. Duyên thế. Với bầu trời xanh biếc Tâm ạ. À. Anh Tùng ơi. Dạ. Em hiểu rồi. Nhưng anh Tùng này. Dạ. Đôi ta quên mặt biết lòng. Lâu rồi. Nhưng còn nghề nghiệp sao anh không nói gì? Ui dồi ôi, nghề của anh vất vả lắm Tâm ạ. Nghề gì mà chả vất vả hả anh? Ui dồi ôi. Thế anh là lái xe à? Ê không. Anh có máu chóng mặt không cầm được vô lăng Tâm ạ. Hay là công nhân cơ khí? Cũng không phải công nhân cơ khí. Thế anh làm nghề gì mà cứ giấu em mãi thế? Nghề của anh vất vả lắm Tâm ạ. Nghề của anh là cái nghề hàng ngày hàng giờ anh phải đưa đất nước vào khuôn khổ. Rồi băng rồi bủ rồi bột rồi xẹt rồi thái rồi phát rồi khiêng tất cả chúng nó vào hỏa lò để ngày đêm tôi luyện Tâm ạ. Em hiểu rồi. Ừ. Thì ra anh là công an phải... Ê! Không phải công an. Thế anh làm nghề gì mà cứ giấu em mãi thế? Tâm ơi, nghề của anh là cái nghề công nhân đóng gạch của hợp tác xã Tự Do à Tâm ạ. Anh Tùng vui tính thật đấy. Ừ, anh vui tính bẩm sinh đấy Tâm ạ. Anh Tùng này. Dạ. Thương anh em thật là thương. Nhưng còn bà xã anh nhường cho ấy. Úi giời ơi, Tâm ơi, em phải nhắc đến con mù vợ của anh ấy à. Con mù vợ lăng loàn, ăn tàn, phá hại đấy à. Tâm ơi, anh thà làm cái cọc để buộc con trâu, con bò còn hơn sống với con mù vợ ấy. Em có biết không, đêm qua Tùng nằm giữa sân, màn sương gió lạnh, anh thương Tâm vô cùng. Tâm ơi, có biết bao đêm này kể lại Tâm nghe nhá. Úi giời ơi, Tâm cười duyên thế.
này, kể tôi nghe này. À, ông Tùng ơi, nhà ông có máy khâu bán phải không? Tôi bảo là nhà tôi không có, nhưng mà họ đếch tin tâm mà. Em có biết không, có một bà ở đầu ngõ, bà còn cay nghiệt, bà mà vén váy quay còng, bà đi thế này, bà hỏi thế này, có đau lòng anh không tâm? À, anh Tùng ơi, sao bảo ở nhà anh chả có cái loại máy khâu Trung Quốc bảy con bướm bướm bán là gì? Úi giời ơi, bướm đâu mà bướm quốc, đâu mà quốc. Đau lòng anh lắm tâm mà, anh đã quyết định rồi. Phen này đem trả mẹ chúng hết cho xã hội. Anh chỉ cần tâm với lại một thằng cu thôi tâm à. Nhưng anh Tùng hiểu với tâm ít quá đấy. Ô, anh hiểu với tâm nghèo và nghèo lắm chứ. Thế anh Tùng hiểu về tâm như thế nào? Ôi trời ơi, anh hiểu về tâm. Anh hiểu về tâm, ví dụ như là tâm có con này, không có chồng này, rồi lại... Thôi đi! Ôi trời ơi! Anh Tùng, anh đã có vợ con rồi. Sao anh còn hớt hòa hồi cầm người ta? Say quê có say như nào? Ê, say
Ôi Tâm ơi, anh say tình, anh say nghĩa. Ôi anh say tâm. Thôi đi, ai kem nào? Ai kem đây? Ai kem nào? Chặt mày! Đúng là cái đồ kem mút. Úi trời ơi kìa, úi trời ơi, trăng trằng răng trắng nguyệt hoa cỡ sao, trăng chứa thằng quậy trong nhà hỏi trăng ơi. Úi trời, tưởng mình là cao đạo kiêu căng, thằng này không thèm, thằng này nhá không thèm, thằng này quyết định về sống chung thủy với vợ. Vợ răng có hơi vổ một tí nhưng mà càng tươi. Bảy cái bướm bướm càng tuyệt vời, có đúng không các bác? Xem ở dưới này nhá, có cậu nào to cao đẹp trai cứ đến hỏi Nguyễn Tiến Tùng Lò Gạch đây cho ở rẻ, miễn nhiều tiền là được. Về với vợ đây. Bướm lượn là bướm ơi à, nó bay ấy bướm ma dạo là bảy con bướm bướm ơi à, nó bay về vợ đây. Cái gì? Luộc hay sao?
Tim đâu mà luộc, tim đâu mà xào. Nhà đẻ 7 đứa con gái chạy ăn từng bữa khổ bà mẹ. Lúc nào ông ấy tim luộc mới đặt tim xào. Kìa, yeah. Thế làm cái gì ở trong ấy mà lâu thế? Anh đang mắc dở sờ tim, tức là anh tìm thơ. Thế à? Ừ. Thế bố nó tìm thơ để làm gì? Úi trời ơi, tìm thơ để mừng mẹ mày sắp đến ngày sinh tháng nở. Chào mừng một công dân thứ 8 chuẩn bị ra đời. Ừ, thế bố nó đọc thử cho nghe xem nào. Duyệt hả? Duyệt. Nghe đấy, hay lắm đấy. Nghe đây này. Trời trong xanh, nước cũng trong xanh, tả cảnh đấy. Đẹp, đẹp, đẹp. Được, được, được. Cây lá rùng rình chim ríu rít. Cúc củ cu. Cúc củ cu à? Có thằng cu. Có thằng cu ở đâu? Được, được. Hai ta như bóng với hình, dù năm chìm bảy nổi, chín cái lệnh đành vẫn có mình có ta đấy mẹ nó à. Này, thơ gì mày thì năm chìm bảy nổi, chín cái lệnh đành vẫn có mình có ta, thế là nghĩa làm sao? Ui giời ơi mẹ mày là ít quan tâm đến văn học nghệ thuật. Thơ bây giờ là phải có nghĩa bóng nghĩa đen, phải có ý trong ý ngoài, bốn bề cứ phải là vuông thành sắc cạnh. Ờ. Có điệu có vần ngân nga trầm bổng người ta mới gọi là thơ chứ này. Ờ này ông Tùng này hả? Thơ gì mà lại có nghĩa bóng nghĩa đen? Ừ. Thế có nghĩa là ma. Ôi dồi ôi. Mà lại ý trong ý ngoài, thế có nghĩa là cái hang à? Ôi dồi ôi, ngu thế chứ. Mà lại còn bốn bề vuông thành sắc cạnh, khổ thơ. Thế ra là cái quan tài rồi. Trời, mà lại còn có điều vần ngân nga trầm bổng. Thế ra là kẻ đưa đám rồi. Ôi trời ơi, đúng rồi. Tôi đi đẻ mà ông này ông muốn tôi chết thì ông lấy con khác đi. Anh thôi, trời ơi. Động một cái là lăn đùng ngã ngửa ra nào, đứng lên nào. Đứng lên. Anh thương anh yêu nào. Này, nghe anh giảng đây này. Cơm thế 5 lần mẹ mày đẻ vượt kế hoạch. Anh chả bị kỷ luật là đang ở trên bờ lội xuống ao mò đất chứ có đúng là năm chìm không nào? Bố nói cái gì là cũng có lý đấy. Ừ, thế 7 lần mẹ mày chửa là 7 lần cái bụng này của mẹ mày nó phồng lên, nó có đúng là 7 nổi không? Bố nó nói cái gì nè? Tôi thấy đúng ơi là đúng ý. Đúng quá thì nhà mình có 7 miệng ăn cộng với hai vợ chồng mình vị chi tất cả là 9 khẩu. Không phải đếm. Đẻ bao nhiêu không biết mà còn phải đếm. Ở cái thời buổi thóc cao gạo kém thế này không là 9 lênh đênh thì là cái gì? Bố nó nói cái gì đây? Là tôi chịu cứng thôi. À, chịu đứt với cái gì? Này, ông ơi, ông có lẩm bẩm cái gì đấy? Tôi chẳng giấu gì mẹ mày, mấy ngày hôm nay tôi đi đền đi phủ khấn cầu các cụ, cô cậu tổ vải thánh thần nhà mình, chuyến này phù hộ mẹ mày đẻ cho tôi thằng cu để nối dõi tông đường đấy. Thế ông khấn thử tôi nghe xem nào. Ôi trời ơi, duyệt hả? Lại duyệt tiếp. Được rồi, nhìn nhá, khấn này, nghe khấn này, nhìn đây. Ôi trời, ông làm cái gì mà quay tiếp thế? Thầy làm như thế nào tôi làm như thế. Yeah. Nào, nửa đứng nửa ngồi nhanh lên. Nửa đứng nửa ngồi là cái gì? Là quỳ xuống trong ngu thế chứ. Sửa bảo tôi là nửa đứng nửa ngồi đấy là quỳ chưa, xong chưa? Rồi. Chắp tay vào. Ông chắp trước đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Phật 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 Phật. Ngày lành tháng tốt, lòng thành hai vợ chồng Tùng con có thắp ba nén hương.
bảo bà chồng mà chồng. Tôi thấy ông chồng tôi không chồng đâu. Suốt ngày chồng thế làm gì mà chả nhớ kế hoạch. Người ta bảo cúi một cái chồng mẹ lên. Nghe chân tay vào nghe khấn tiếp đây. Nào. Nào chấm. Khấn mời. Bà làm cái gì bà cắn tôi đi à? Người thì bé, giọng thì cao, kim nhọn, nghe lộng hết cả. Cái người được cái... Nào, nghe khấn tiếp. Khấn mời. Tiên sư, tổ sư, ba sư, bố mẹ sư, nội ngoại sư, đầy đủ các thành phần sư về đây chứng giám. Này, không có kỹ sư à? Kỹ sư không có ở trong cái mục này. Thế còn giáo sư? Giáo sư đẻ bảy đứa con gái học dốt bỏ mẹ, làm giáo sư mới trả giáo mô. Mà tôi đã bảo bà hỏi ít thế cơ mà. Nghe khấn tiếp. Khấn mời. Cụ xa thì đi máy bay tàu hỏa, cụ gần thì đi ô tô mít cúp Honda, gần nữa thì đi xe đạp S. Sơ 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 gì đấy? Xe đạp S sở ca cho cái gì? Toàn cơ giới hiện đại ông nhỉ? Chuyện thời buổi kinh tế phải thế chứ đi xích lô ba bánh bao giờ đến nơi. Nghe khấn tiếp. Cụ ở gần đợi cụ ở xa, cụ đến sớm thì khe kha, đợi cụ đến chậm. Ăn thì trông nhau mà gắp, đừng có tiêu cực lục bục mà gắp phải tay nhau. Nghi uống khoai hương về phù hộ cho nhà ta, còn hàng xóm thì thôi thống nhất cứ mặc mẹ cha chúng nó. Con gái thì thôi chớ có đẻ mà khổ, nhớ chuyến này phù hộ cho tôi lấy một thằng cu, nhớ là cậu cu. Vợ bé thì vứt bỏ vợ cả thì một hai thôi, gái thêm dai vợ chồng tùng, con đây khấn vai. Khấn vai. Còn nữa không ông? Chạy em ơi. Còn nữa không? Hết rồi. Còn? Hết rồi. Nếu mà bố nó không còn á thì để tôi nhắc lại. Ôi trời ơi. Mẹ mày thử nhắc lại xem nào. Này, bóng ai thấp thoáng đầu đình, để cho bố mày phải chui, phải rớt, phải ẩn mình vào đám rộng gai. Rồi cái mẹ mày chỉ được cái đa nghi tào tháo thôi nào. Tôi già xấu xí thế này có ma có chó nó thèm đấy à? Này, ôi trời ơi, cái gì đây? Cái con bắn kem nào kia? Kia, con bắn kem nào kia? Mẹ mày nghe tôi nói đây. Ông mê kem rồi. Ông mê con bắn kem. Bây giờ ông muốn đòi ăn em, ông muốn đòi con em, con bắn kem rồi. Mắt là mắt là mày lém. Tôi vào tôi còn lấy đồ mang bà đi đẻ. Ôi trời ơi.
nhà trong nhà cho bố. Theo bố đi để tôi chết đói à. Ôi trời ơi, Thùng ơi, nhanh lên. Nhanh lên, ôi trời ơi. Nào, nhanh lên, bám cổ. Nhanh lên. Ôi, này, cầu. Cái cầu là cái cầu treo để anh trong mẹ đi. Anh đèo là đèo em qua sông. Úi trời ơi. Ôi trời ơi. Nhanh lên. Trời ơi, này. Cháu bố ơi, chân nó bông là bỏ mẹ đấy. Mày đẻ đến nơi mà mày còn đi giết thế này à? Giết thế này à? Đẻ đến nơi